Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương và các bộ, ban ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp đã có sự cố gắng trong việc chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động. Qua đó, bước đầu đã làm chuyển biến nhận thức và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam. Những chuyển biến tích cực này là tiền đề để thực hiện tốt cuộc vận động trong giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2016, lãnh đạo Ban Chỉ đạo cuộc vận động cho biết, qua 7 năm thực hiện, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương, đã và đang chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ mở rộng hệ thống phân phối, đưa hàng hóa đến với người tiêu dùng. Tổ chức chương trình tuần nhận diện hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam trên phạm vi toàn quốc. Phối hợp với các bộ ngành tập trung và triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá rộng rãi trong xã hội về hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam uy tín để người tiêu dùng dễ dàng biết đến và ưu tiên trong mua sắm, sử dụng hàng Việt tập trung tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các bộ, ban ngành địa phương có liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc bộ để mở rộng hệ thống phân phối đưa hàng hóa đến người tiêu dùng tập trung vào triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá rộng rãi trong xã hội về hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam uy tín để người Việt Nam dễ dàng biết đến và ưu tiên trong mua sắm sử dụng hàng Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng cho biết Bộ đã và đang triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động, thường xuyên lồng ghép nội dung cuộc vận động với các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ triển lãm, triển khai nhiều đợt bán hàng Việt về nông thôn. Đặc biệt, hệ thống thương vụ là cầu nối hữu hiệu cho hàng Việt chất lượng cao đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Qua đó đã giúp người dân hiểu hơn về mục đích của cuộc vận động, cũng như những nỗ lực không ngừng tham gia của cuộc vận động với các doanh nghiệp Việt Nam. Cuối năm 2015 và đầu năm 2016 đã triển khai đối với cái hệ thống đại diện thương mại ở hơn 60 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Và còn đối với hệ thống siêu thị ở trong nước thì chúng tôi hiện nay đã ký kết và tiêu thụ trên 70% là hàng Việt Nam của chúng ta có xuất xứ và sản xuất tại Việt Nam, thì xây dựng được 31 điểm bán hàng Việt. Và điểm bán hàng Việt đây ấy, là chúng ta có cái tuyên truyền, có cái nhận diện là đây là điểm bán hàng Việt và có những cái nhận diện rất là rõ. Trên cơ sở những kết quả đạt được về phương hướng nhiệm vụ 2016 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo cũng cho biết sẽ trọng tâm quán triệt và tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 và 2020. Xây dựng đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020, với mục tiêu phấn đấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được xuất khẩu trực tiếp vào tất cả các hệ thống phân phối lớn tại khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Đông Bắc Á, tại các quốc gia ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Triển khai sâu rộng đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2014-2020. Năm 2016, từng bước lượng hóa cái kết quả tác động của vận động này, thì từ đó mới có cái giải pháp nó phù hợp hơn. Nhưng thống nhất xong thì làm cho bằng được. Đó, để góp phần vào cái việc tạo một cái không khí thi đua của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao để cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập. Không khí thi đua người Việt Nam là lựa chọn hàng tốt với tinh thần yêu nước, lựa chọn hàng Việt Nam và ở địa phương, đặc biệt địa phương phát triển hệ thống tiêu thụ. Có thể nói, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã khơi dậy được ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thể hiện được lòng yêu nước của mỗi người dân, cũng như nỗ lực cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện khả năng cạnh tranh của các loại hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp là yếu tố quan trọng để cuộc vận động thực sự có hiệu quả, tác động rõ rệt đến nền sản xuất trong nước trong thời gian tới.